dạ làm giùm đi chờ lấy luôn à. Mua chợ mua cá nha cả nhà. Mua cá cá bóng. Ai nè có vô vô cho con chân 5 triệu ơi. Món còn tươi xanh mới là 30 ngàn trong rổ đỏ mở thốt không à thì có đâu đâu có vô vô có bụi còn con vô chứ 20 chứ hà rồi bụi thẳng có mà ở đây không có thăm được đâu là biết chơi thẳng rồi còn mà dặn không à họ không có sổ luôn lớn được nó ra cô thả khô con sáng đâu đặt lúa họ cái gì nó dính cạn tôm của nhà mà ra vậy hả? Còn chạy bữa được ba đến ký nhà không mà là so sáu cái lú bóng chạy bữa được ba cái ký mà không nghĩ là lú bóng á đã an toàn cua không có bị gì còn lú 12 cái một nè nó vô quá thì lú bóng là sao vậy lú bóng mình cái lú tròn lú ấy con tôm sống nhăn cậu bảy này rộng sáng lên vậy ở đây đặt nó vô nè nó cắn cái cạn cua không nè vậy hả coi nó cắn cái cạn cái gì đặt đây nó vô nó cắn cá hả nó cắn nó lên giả cái cạn rồi tôm con bự bự không luôn hen. Rồi xuống đó con mua bự á. Bự bự. Mấy con ký á biết ai cứ ra đó cậu chết đi. Tại nãy mua tôm đằng kia rồi. Nãy mua. Mốt lại đây nè, tôm tươi không mà cứ đồ. Anh nó mua tôm tôm thẻ. Đồ của nhà của chị á đi bán con bự. Để đặt lên thì đi bán hơn. Vậy là cái hồ bự lắm hả? Cái đập chị tiếc rồi. Ở đâu? Ở ở đâu? Ở đâu nè, nhà ở đâu mà vậy hả? Đây là ăn đồ thiên nhiên. Thiên nhiên không thì đồ nhà hồi trước giờ mua cá đồ ít có mua chỗ lạ lạ lắm. Tại thấy cá bóng ngon này vô chứ trước giờ là mua đằng của gì sáu thằng kia mua nào giờ cái thấy bả bán được á đồ ngon á bả nói cái nào ngon là ngon còn cái nào đúng rồi. À, cái nào dở cái lại cái lại hỏi sáu cái này ngon bả nói thôi đừng lấy cái này ngon vài con ký hai ký hả? Mà nó có mỗi ngày vậy đó, mới nảy ra. Hồi trước giờ ít có dám mua cua ở chợ nó mua về ốm ốm không à? Ừ đúng rồi. Mua cái của người ta rộng lâu á nó ốm nên mình mua bán này mỗi ngày là có thể nó hớ. Tại một với một số người nó không được thiệt tình á. Nếu mình không biết thì cứ nói ngon ngon thôi mà cứ về ăn không ngon. Thấy như lạ. Dạ với lại vậy được không? Với lại người ta nhìn người ta biết mình không biết lựa. Mà nó dặn ta chi cái nào ngon thì bán nhiều tiền cao chốt. Ví dụ như chị nó ngon thì là bán không cơ. Nếu mãi thì ta lại ta mua hoài à. Mua ngon thì chị bán chỉ 200, không ngon chị lấy 150, 170, 180 gì đó cũng chịu hơn. Mình thiệt tình thì ta lại ta mua hoài à. Ví dụ như vậy ta cũng chịu rồi, tiền nào cũng lấy không? 200 thì rất là ngon rồi, phải mắc và phải ngon cho ta chứ. Còn rẻ thì ta phải ra thấy dở chút rồi. Vậy thôi. Từ giá 200 á con 3 ký 2 đi. Ở nhà ông chồng em không ăn là không có thấy cái rúng trong đó thôi không ăn. Đúng rồi, nó biết cái ấy đó, lấy cái rúng. Sợ người ta về tao biết là để cái rúng á là ăn một việc ta. Tại mình ở nhà cái đồ của mình nó không có bén, làm nó không có được đấy. Nhà có đủ dao kéo gì có đủ hết trơn mà tới chừng làm không có làm được. Cái này rẻ
nãy mua, hồi nãy mua tôm, mua tôm con bự chảng chảng luôn, tươi á, tươi vậy đó, nãy nó còn nhảy, nãy trong ra đây ta bán là còn nhảy, nhưng mà lúc trước tôm như vậy đâu đâu có để mà bán ở chợ đâu à? Không có đâu, nó đi sơn con sạch cái tôm, con đi ra chợ tại cái này đi không được nhũng á, nhũng giá đó, bởi vì rẻ đó, đi không được mới ra chợ bán cho mình ăn được đó. Nhìn thấy chắc quá ha. Người ta cứ muốn đá luôn chị. Của nhà người ta đá rồi, người ta bán cho mình vậy đó. Ta chưa muốn đá nữa sao? Ít có cơm vậy lắm. Ít người ta chịu bán cơm vậy. Người ta có là người ta muốn đá người đi nặng tí mà đá con đấy. Vậy hả? Ta đâu bán cho mình vậy đâu. Một ký gà, ký bốn quá cân. Muốn đi mà ký nhặt lại con cơm nó vô nước rồi nó không ngon. Nó không ngon. Đúng rồi. Cá này không ngon, đỡ cá bán em. Cái này cá này về rửa cái muối cái đem phơi nắng cái chiều chiếu. Lấy ra bớt. Này nè. Gỡ cái này nè, cưng ăn cơm này đi anh. Phơi một nắng không? Tại bây giờ nó lấy rồi nó có tin sức chuột cái chứ lần mà cơm này hả lúc trước 400.000 một ký cơm này luôn. Ủa hả, chiên xong rồi đổ giấm đường vô hả? À, chiên cho vàng rồi hả? Rồi nó còn giòn nữa không? Nó còn giòn không? Còn giòn. Mà con đổ giấm đường vô. Dạ. Nãy chỗ cạn rồi. Vậy hả? Thiệt, ừ. Vô nó kén ăn không ăn được nữa đó. Kén ăn cá nó không ăn được nữa đó. Không biết cái cách làm này nó cũng cá ăn. Cá bóng này nè, bóng cá đó. Rồi coi cái này cũng được, măng này nó là bự chứ không có nó ngon bằng cái này. Này nó ngon dữ lắm, là thính đâu à. Cá bóng cá nó chỉ đứng nè. Rồi chim bồ câu rồi. Cao á, cái bồ chim cái kèm cái rộng á. Dạ, mua nhiều cá. Dạ. Dạ. 30.000 phải không? 30.000. Đó, đi chợ mua cá nè. Mua bánh bò nè. Dạ. Canh nè, tà hủ nè, thịt nè, cơm nè. Ghê dạ, vài bữa mới đi lượn lại. Cá bóng đâu sao? Lẹ hết hả lẹ? Rồi, vậy thôi, mình đi về.